mình sẽ hướng dẫn mọi người làm dịch thủy phân cao cấp từ chuối. Thì đây là chuối mình để cho nó chín nè, bắt đầu nó chín ha. Chuối này là chuối hư thôi, chuối bỏ của mấy cái trại chuối á. Mình đem về mình để cho nó chín, để chín tự nhiên thôi. Sau đó mình lột vỏ, mình lột cái vỏ đi. Lột vỏ xong đó mình tiến hành là mình thủy phân. Thì đây là chuối chín đã được lột vỏ mọi người ha. Chuối chín đã được lột vỏ thì mình sẽ bóp nó ra, bóp nó ra và mình cho vào trong một cái phi 200 lít, cho một cái phi như thế này. Thì đây là cái phi chuối mình ủ ha. Thì mọi người làm như sau là mọi người chịu khó pha trước khoảng chừng là 5 lít mặt thủy đường với lại khoảng 100 lít nước. 5 lít thủy đường, 100 lít nước. Rồi sau đó mình cho khoảng 5 chai men vi sinh BT Plus, dòng Starvifa BT Plus hoặc là những cái dòng OEM nước mà thị trường cũng được ha. Rồi có thể trộn vô trong đây một phi này khoảng chừng 2 kg, những cái dòng như dạng OEM dạng bột hoặc Trico Redma dạng bột, hoặc những cái dạng viên nén, ví dụ như là Nano Pro, những dạng viên nén sủi ha. Đó, mình bỏ vào trong cái phi của mình, mình quậy lên. Đó. Thì chuối á, là mình càng nhiều càng tốt nha mọi người. Với là 100 lít nước như vậy là ngoài ra nữa là mình cứ bỏ chuối lấp lửng vô trên tới đây phi, khoảng tới chầm này ha, chừa ra cách mặt phi khoảng 20 phân để cái chuối nó còn nở ra á mọi người. Còn chuối mọi người chịu khó bóp nhuyễn ra nha, bóp nát ra luôn, chuối chín bóp nát ra. Mà để chuối chín này nó nát nhanh á mọi người, đừng có vừa chín đừng có bỏ vô liền, mà chịu khó cột vô trong một cái bao ni lông dạng cái túi ni lông như vậy nè. Đây, dạng như cái túi ni lông này đây, mình cột trong đó nó nóng nó hầm nó sẽ rụt ra đó, nó sẽ rụt ra để làm dịch chuối ha. Thì mình sử dụng men Starvifa BT Plus hoặc là những cái dòng men là thị trường chuyên thủy phân, dòng nào mà thủy phân được là mình làm ha. Bên công ty mình có sẵn cái dòng BT Plus. Thì khi đó mình hòa thủy đường và nước vào trong đó, xong đó là mình chỉ cần bóp chuối ra thôi. Mọi người lưu ý ha, xong làm xong đó mình chỉ cần việc đậy nắp kỹ thật là kỹ lại, chứ không thôi rùi lính đen nó lấy vô nó đẻ nó sinh ra dòi. Thật ra con dòi đó thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cây trồng, nhưng mà nhìn nó ghê đó. Thì mình chịu khó mình bóp ra đây, cái chuối đó mình ủ lại trong bao rồi nha, nên nó rất là mũn. Còn nếu mọi người vừa lột xong á, mọi người bỏ vô liền á là nó không có tan đâu nha, không tan đâu. Trong cái dịch thủy phân này nè, mình có thể ngoài chuối ra mình có thể cho vào trong đó thêm sữa tươi, trứng gà, hoặc là trong cái phi như thế này, giờ như cái phi như thế này mình có thể cho thêm khoảng chừng 20 kg cá hoặc 20 kg trứng quế nữa, thì sẽ tạo thành dịch thủy phân cao cấp. Đây mình làm hai phi lận ha. Đây nè, đây mình mới cho men vô nè, giờ mình quậy lên nó sẽ trào ra. Men nó sẽ lên rào. Đây mình quay chiều tối, nó hơi tối xíu ha. Đó, thì mà mình chỉ bóp chuối thôi. Sau đó là mình lọc ra mình sử dụng. Với cái dịch chuối này á, là sẽ bổ sung những cái dòng như là axit amin tự nhiên, axit amin, rồi kali tự nhiên. Nói chung là nó đầy đủ dưỡng chất, nhưng mà nếu nó hoàn hảo thì có thêm một ít sữa tươi, trứng gà hoặc sữa đậu nành nữa, với lại thêm khoảng 10-20 kg cá nữa là nó sẽ tạo thành dịch thủy phân cao cấp. Cái dòng này thì sử dụng như sau: 250ml cho một phi 200 lít phun lá, và 500ml cho một phi 200 lít tưới gốc, có thể pha bất cứ thứ gì ha. Cộng với lại phân bón lá, phân sinh học đồ ok. Thì mình sẽ tận dụng những cái nguồn chuối tự nhiên, hoặc là những cái vùng mà nguyên liệu, những vùng nào có nguyên liệu. Ngoài chuối này ra có thể sử dụng thêm thơm dứa ha, thơm dứa chín cũng ok lắm.
trái cây chín hoặc là rau. Trái cây là mình chịu khó mình xay, mình cho vô máy xay mình xay nha. Xay nát ra rồi mình thủy phân nó cũng trở thành phân bón lại. Hoặc là những cái người mà có cái nguyên liệu như là thanh long chín. Thanh long chín làm dịch thủy phân này cũng rất là ngon nha. Đó, bà con mà thanh long giạt đồ đó là như mình chịu khó mình lột vỏ. Thường tại sao mình phải lột vỏ? Tại vỏ đôi lúc người ta sử dụng hóa chất nhiều á thì nó chết men vi sinh của mình. Nên mình chỉ có mình lột cái vỏ ra nó sẽ hiệu quả hơn là không lột. Thì cái men vi sinh á, khi mà mình xử lý á, là nó sẽ quậy lên, nó sẽ nổ bong bóng kiểu này. Nên là men những ngày đầu nó hoạt động nó rất là mạnh ha. Thì khi mà nó hoạt động xong rồi thì nó sẽ không có sinh khí nữa. Ít sinh khí hơn, khi sử dụng ra vườn á, là nó sẽ kéo một cái màng nấm màu trắng. Màng men vi sinh bảo vệ cây trồng rất là tốt. Đó là những cái dòng sạc khuẩn, vi khuẩn để bảo vệ cây trồng. Sau thời gian ủ thì cái men vi sinh với lại chuối thì nó sẽ ra như thế này. Hoàn thiện ra thế này ha. Chuối giờ nó cũng tương đối nát rồi. Đó, mình quậy lên thì mình sẽ thấy men vi sinh nó hoạt động nè. Rạo 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 luôn ha. Màu rất là đẹp ha. Nó sẽ ra cái màu như thế này. Rất là đẹp. Thì mình chuyển sang cái giai đoạn mình lọc, mình đóng vào những cái can. Lọc mình đóng vào những cái can như thế này. Thì đây là mình đã đổ một cái phi. Đây cái phi ha. Đây là một cái phi nhỏ hơn. Thì mình để bên trên này là một cái miếng vải mùng. Miếng vải mùng đó là mình làm hai lớp vải mùng bên trên. Sau đó là mình chỉ cần việc á, mình chế cái nước này lên trên đây. Đó, là nó sẽ lọc nước cho mình. Lọc rất là sạch sẽ để mà mình sau này mình có thể đi vô hệ thống nó không bị nghẹt bét ha. Rồi mình sử dụng nó tiện lợi. Đó, ép nó ra hết à. Rồi rồi, thì cái bã này nè là mình lại bỏ qua trong một cái xô khác. Bã mình bỏ qua một cái xô khác như thế này. Là bã mình có thể tận dụng lại, mình ủ lại. Hoặc là mình lấy ra mình bón cái cây trồng cũng được. Nhưng mà cái dòng này nó rất là đậm đặc. Mình nên trộn vào cái phân chuồng hay mục để mà mình đưa ra vườn. Chứ mình đừng có để đậm đặc vậy, mình đưa ra là nó cháy rễ nha. Đó. Thì về cách lọc. Thì cái này là men ủ hoàn thiện ha. Rất là đẹp. Đó, mỗi lần nó đụng vô cái là cái men vi sinh nó hoạt động rất là mạnh, nó trào cái bọt lên như thế này. Sử dụng men vi sinh Starita BT Plus để mà ủ cái này rất là ok nha mọi người. Thì đây là dịch chuối với lại men và mật. Sau khi ta thủy phân nó ra công thức như thế này. Đã lọc rồi ha, rất là đẹp nha. Nãy như vậy khi mà lọc lên là nó ra như vậy rất là đẹp. Thì khi đó bắt đầu ta đóng vô can. Đóng vô can đơn giản lắm. Đó, ta vẩy lên xong rồi ta mở cái này ra. Mở cái này ra. Nhét cái này vô trong cái can. Rồi. Vặn ra là xong. Rồi. Ha ha. Đây là cái men vi sinh, khi nó chảy đầy cái này ta chỉ việc cho một cái túi nhựa ni lông bọc bên trên đây, xong đó ta vặn chặt lại là ta bảo quản trong vòng từ 6 tháng tới 1 năm, ta sử dụng lúc nào cũng được, rất là tiện lợi. Cái dịch thủy phân này cực kỳ đẹp nha, mọi người thấy cái màu sắc nó óng ánh không nè, đó rất đẹp nha. Cái dịch thủy phân này á, thì sử dụng mình có thể kết hợp với lại những dòng tưới dưỡng rễ hoặc là NPK tinh thể hoặc là những dòng như Humat, Humic, Acid Fulvic, Acid Amin. Cái này là nó bổ sung một lượng Acid Amin tự nhiên cực kỳ nhiều luôn. Đó. Cái cây này thì khi mà sử dụng nó thì giúp cho cái cây mình là bóng lá, mướt lá, kích rễ. Nói chung là tăng cái độ bóng bẩy của cái lá cây và chất lượng nông sản. Thì đây là công thức dịch thủy phân cao cấp nha.
rất là dễ làm mà ai cũng có thể tự sản xuất ở nhà. Chỉ cần có cái nguyên liệu men gốc là cái men vi sinh BT Blood kết hợp với lại những cái trái cây chín và mặt rỉ đường, có thể kết hợp thêm sữa tươi, sữa đậu nành, hoặc là có thể dùng đạm cá vân vân. Chảy rồi rất là nhanh nha. Đó, đầy can liền, đâu có phần ở lại hay làm gì đâu. Đó, rất là nhanh, tiện lợi. Thì mọi người đóng vô trong cái can này, đóng can lại là xong. Thì để mình hướng dẫn cũng khá chi tiết về cái dịch thủy phân này, từ giai đoạn mà ủ tới hoàn thiện. Cái này thì mình vườn mình sinh học, vườn mình cây mình nó xanh đẹp và mình cũng ứng dụng cho nhiều người lắm rồi. Nhiều người làm cũng rất là thành công nha. Chúc mọi người thành công. Đầy, tràn luôn. Thì mọi người sau khi đóng can đó, đừng có đóng đầy như mình ha. Đóng chừa lên khúc này để nó còn sinh khí. Đóng đầy quá dày này nó cái can mình sẽ phình ra, nó phình ra ghê lắm. Thì sau khi mình đóng xong là mình chịu khó mình bỏ một cái nắp này như thế này và mình vặn lại là mình bảo quản. Bảo quản từ 6 tháng tới 1 năm là sử dụng ok, không bị hư, không bị gì hết ha. Đó. Thì sử dụng như nồng độ mình đã chia sẻ rồi, nửa lít cho một phi, 200 lít để mà mình tưới gốc. Còn 0,25 lít có nghĩa là 250ml cho một phi, cho một phi phun lá, có thể kết hợp bất cứ thứ gì nha mọi người. Rồi, xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người thành công ạ.